Chào mừng các anh chị đã quay trở lại với kênh YouTube máy xây dựng Minh Châu. Hôm nay Minh Châu giới thiệu cho các anh chị một dòng máy cắt nhôm gỗ của thương hiệu Makita này các anh chị. Nhiều khi những anh em mà mới vào nghề cứ nghĩ là cái dòng mà cắt nhôm gỗ của thương hiệu Makita thì giá nó sẽ rất là cao. Cô bác anh chị khi mà muốn sở hữu một con máy thì phải bỏ ra một số tiền khá là lớn. Nhưng ở đây Makita nó đã ra một cái dòng thương hiệu giá mềm để phục vụ cho các anh chị này. Nó chỉ với giá là 3.650.000 và bao ship cho các anh chị luôn. Được bảo hành chính hàng 6 tháng. Đây, hàng được đảm bảo chính hàng của Makita nha các anh chị. Ở đây nó có tem 7 màu đảm bảo về chất lượng của sản phẩm Makita này. Một con máy cắt nhôm trọng lượng thì cực kỳ nặng luôn các anh chị ạ. Làm toàn nhôm nhưng mà rất là nặng. Ruột của sản phẩm này động cơ là dây đồng 100% cho các anh chị sử dụng luôn. Đó, có thắng rồi đầy đủ nha các anh chị. Một cái sản phẩm mà các bạn nhìn ở bên ngoài thôi cũng thấy là rất là bắt mắt rồi đúng không? Hàng chính hãng của thương hiệu Makita mà các bạn nhìn đây. Những cái đường số chia đồ của Makita này. Này là được làm một tấm luôn nha, chứ không phải là nó dán ở trên đâu nha. Đây, đóng bằng chốt nhôm ở trên đây này để giữ cái mặt số này. Rất là ok luôn. Đây, phần chia đồ này các bạn chị thấy không? Nó qua đúng của nó là nó khịt. Đó. Nó có từng khớp hết các bạn chị ạ. Một cái hàng được đảm bảo về chất lượng cho nên là những cái chi tiết nó làm rất là đẹp luôn các bạn chị ơi. Đây, phần cái mâm ở bên trên này các bạn chị. Bên Makita cũng đã test cắt sẵn cho chúng ta về cái ngàm này luôn nha. Test thử về độ chính xác của sản phẩm luôn rồi. Đó, máy thì không có đi kèm lửa nha các bạn chị. Đây, về phần đằng sau này các bạn chị. Thấy không? Phần thân rất là kiên cố nha. Khóa thì khóa trụ đằng sau này. Nghiêng thân thì được ở trên đây luôn rồi. Các bạn chị có thể sử dụng khi không cần thiết thì khóa lại này. Nghiêng cắt được 45 độ luôn nha các bạn chị. Đó, phần motor này. Bên trên thì các bạn chị thấy không? Làm những cái khe thông gió để làm mát đảm bảo tuổi thọ của sản phẩm này. Hai bên là chổi thang. Dòng này dòng chổi thang nha các bạn chị. Có thắng. Rồi về thông số sử dụng là các bạn chị nha. Đây có mã là M2300. Sử dụng lưỡi cắt là 255 này các bạn chị. Sử dụng điện là 220V cho đến 240V, 7.2A nha các bạn chị. Và 5 cho đến 60Hz. Công suất là 1500W. Tốc độ không tải là 4200 vòng trên 1 phút. Hàng Makita này. Giá bằng nha. Ở trên đây luôn. Về phần bên ngoài thì em đã giới thiệu cho các anh chị rồi. Bây giờ các anh chị cùng em tham khảo về cái động cơ hoạt động nó như thế nào nha. Đây các anh chị thấy không? Phần công tắc rất là lớn luôn nha. Cầm không bao giờ mỏi tay luôn. Khi các anh chị muốn bóp để cắt, ở đây nó có một cái khóa này các anh chị. Đây nha, nó có cái khóa ở đây này. Bóp vô thì mình phải bấm cái khóa này mình mới bóp được công tắc. Đó, nó vừa có thắng, vừa có nghiêng thân. Nó những cái linh kiện đi kèm theo những cái phụ kiện mà để cho chúng ta sử dụng này rất là chu đáo đầy đủ nha. Có cả cái thân đờ khi chúng ta cắt ở cái vật dùng dài này, có cả kẹp để chúng ta làm cự để cắt khi mà cần cắt 30 hoặc là 20 30 gì đó mà cần cắt nhiều cái sản phẩm của chúng ta thì mình cứ làm gắn cái cự này vô đo bằng đúng kích thước mà mình cần để cắt. Đó, cứ như vậy khóa đây lại, cứ đưa vô đúng đây là nó đè xuống, nó quất, đè xuống quất ra đúng y như nhau các anh chị ơi. Rất là ok rồi. Sản phẩm được bảo hành chính hãng đến 6 tháng của cửa hàng máy xây dựng Minh Châu nha. Đây là hàng bảo hành chính hãng của Makita chứ không phải là của cửa hàng, nhưng mà giá bán của cửa hàng máy xây dựng Minh Châu là 3.650.000, bao phí vận chuyển cho các anh chị luôn. Ai có nhu cầu thì đến trực tiếp cửa hàng sẽ bớt phí vận chuyển cho các anh chị nha. Rồi, video hôm nay Minh Châu xin kết thúc ở đây nha. Các anh chị đừng quên nhấn đăng ký kênh và nhấn chuông thông báo để mỗi khi video máy xây dựng Minh Châu lên thì cũng thông báo về để các anh chị tham khảo. Cần những cái nào để mình sử dụng thì ủng hộ máy xây dựng Minh Châu nha. Rồi video hôm nay em xin kết thúc ở đây nha. Chào tạm biệt các anh chị.